Qua chuyện này, tôi biết có những người bạn này không ủng phí, ít nhất là mấy người anh em trong ký túc và Dương Tình Tình thực sự lo lắng cho tôi. Cho các người nhảy nhót thêm chút nữa, chờ tôi cho các người biết, Lâm Phong tôi không phải là người nào cũng có thể trêu chọc. Các người đăng video lên mạng, không phải là muốn tạo dư luận để cư dân mạng tìm kiếm thông tin của tôi. Từ đó đạt được mục đích của mình sao, hai tên ngốc này tuy trông có vẻ ngu ngốc, nhưng thủ đoạn lại khá cao tay. Nhưng lần này các người gặp phải đối thủ mạnh rồi, nếu như tôi nhược tịch và bản thân mình không có quan hệ bạn bè, nếu như tối qua mình thực sự làm gì đó với tô nhược tịch thì bây giờ lâm phong mình rất có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ ngồi tù nhưng may mắn thay cả hai điều này mình đều không phạm phải nửa tiếng sau dương khải niên cùng hai người bạn từ quán nét trở về ký túc xá thấy lâm phong dương khải niên lập tức chạy tới hỏi lão lâm cậu xem video đó rồi chứ lâm phong gật đầu rồi hỏi vậy bây giờ tình hình thế nào tôi cũng không biết nữa nhưng chắc chắn là nếu cậu không ra mặt làm rõ chuyện này cuối cùng dù có giải quyết được thì danh tiếng của cậu ở trường cũng tiêu tùng dương khải niên ngừng lại một chút tiếp tục nói nhưng hiện tại điều quan trọng nhất là chúng ta không biết trường có thái độ gì nếu trường học để dẹp yên dư luận mà đuổi học cậu thì coi như xong lâm phong ngược lại rất bình tĩnh chuyện không đến mức đó đâu tào minh và khương siêu cũng nhíu mày lo lắng nói lão lâm sao cậu lại không lo lắng gì vậy chuyện này nếu không xử lý tốt thì hậu quả rất lớn đấy khóe miệng lâm phong hơi nhếch lên nở một nụ cười đầy tự tin kiên định dù trường học muốn dẹp yên chuyện này thì cũng phải điều tra rõ ràng tôi đâu có làm gì tôi nhược tịch trường học dựa vào cái gì mà đuổi tôi nghe lâm phong nói vậy dương khải niên ba người đều lộ vẻ kinh ngạc lão lâm chẳng lẽ cậu có cách rồi thực ra chuyện này đúng lúc lâm phong định nói gì đó điện thoại đột nhiên reo lên màn hình hiển thị cuộc gọi của chủ nhiệm lớp alo thầy la lâm phong bài viết trên diễn đàn trường rốt cuộc là chuyện gì thế vừa rồi trưởng phòng giáo vụ còn gọi điện cho thầy thầy la là thế này lâm phong đơn giản kể lại sự việc xảy ra tối qua cho thầy la nghe cuối cùng còn bổ sung thêm một câu hiện tại em đang ở ký túc xá tối qua người chăm sóc tôi nhược tịch ở khách sạn là dương tình tình em gái của Dương Khải Niên, đồng thời cô ấy cũng là bạn cùng phòng của Tô Nhược Tịch. Thầy La bình tĩnh nghe xong lời giải thích của Lâm Phong, cuối cùng khẽ ử một tiếng, "Được rồi, sự việc thầy đã hiểu đại khái, thầy sẽ giải thích rõ với ban lãnh đạo nhà trường, bài viết trên diễn đàn cũng sẽ nhờ người xóa đi, chuyện này tạm thời em không cần ra mặt." Lâm Phong cũng biết thầy La đang bảo vệ mình, mỉm cười nói, "Vâng, cảm ơn thầy La." "Ừ, thầy còn phải gọi điện cho lãnh đạo nhà trường nữa." Nói xong thầy La liền cúp máy. Dương Khải Niên ba người tò mò hỏi, "Thế nào lão Lâm, thầy La nói sao?" Lâm Phong không trả lời mà chuyển chủ đề, "Lão Dương, nhà cậu chắc có quen biết luật sư chứ?" Dương Khải Niên hơi ngạc nhiên hỏi, "Có, sao vậy?" Sau đó liền nghĩ ra điều gì đó cười cười nói, "Yên tâm đi lão Lâm, luật sư để tôi lo, tôi sẽ gọi điện nhờ họ đến ngay." Sau khi nghe Lâm Phong nói vậy, mọi người liền bừng tỉnh, lên đại học rồi, không ai còn là trẻ con nữa, người trưởng thành phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, mạng xã hội không phải là nơi để vô pháp vô thiên. Một tiếng sau, Lâm Phong và Dương Khải Niên hai người đến quán cà phê bên ngoài trường, một người đàn ông trung niên mặc vest đã chờ sẵn ở đó từ lâu lão lâm tôi giới thiệu với cậu một chút đây là tôn vĩ luật sư của công ty ba tôi luật sư tôn đây là bạn cùng phòng của tôi lâm phong lâm phong bước tới bắt tay với đối phương luật sư tôn chào ngài chào lâm tiên sinh sau đó tôn vĩ nhìn lâm phong nói lâm tiên sinh sự việc tôi đã nghe dương thiếu gia kể qua nhưng chi tiết cụ thể tôi muốn nghe anh nói lại một lần như vậy tôi mới có thể cố gắng hết sức bảo vệ quyền lợi của anh thêm nữa Chúng tôi chắc chắn sẽ giúp anh tìm ra những kẻ tung tin đồn thất thiệt, đưa những người đó ra trước pháp luật, trả lại sự trong sạch cho anh." Lâm Phong nghe vậy cũng thầm khen một tiếng, trong lòng càng thêm khâm phục Tôn Vĩ, không hổ là luật sư chuyên nghiệp của công ty lớn, suy nghĩ đến vấn đề quả nhiên chu toàn. "Được, chúng ta bắt đầu thôi, chuyện là thế này," Lâm Phong bắt đầu chậm rãi kể lại câu chuyện cho luật sư Tôn nghe. Bên kia, tại khách sạn Sheraton, tôi Nhược Tịch sau khi ngủ suốt 10 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng từ từ tỉnh dậy nhìn thấy mình đang ở trong phòng khách sạn tôi nhược tịch ngơ ngác theo phản xạ bật dậy kéo chăn nhìn lại quần áo của mình phát hiện vẫn còn nguyên mới thở phào nhẹ nhõm lúc này nghe thấy tiếng động trong phòng dương tình tình vội vã từ phòng khách chạy vào nhược tịch cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi mau dậy đi chúng ta về trường có chuyện lớn xảy ra rồi tôi nhược tịch có chút không hiểu hỏi tình tình có chuyện gì vậy sao cậu lo lắng thế không có thời gian giải thích rồi chúng ta vừa đi vừa nói sau đó hai người rời khỏi khách sạn trên taxi trở về trường dương tình tình kể qua sự việc tối qua cho tôi nhược tịch nghe gì cơ cậu nói tối qua mình uống say là lâm phong đưa mình đến khách sạn hơn nữa còn bị người ta quay video đăng lên mạng thấy phản ứng của tôi nhược tịch lớn như vậy dương tình tình có chút ngại ngùng nói ừ lúc đó mình cũng say rồi anh mình phải đưa mình về nhà nên đành để anh phong đưa cậu đến khách sạn nghe xong lời dương tình tình nói tôi nhược tịch cũng không trách mà hỏi tiếp vậy bây giờ thế nào bài viết đó đã bị xóa chưa chuyện này không làm lớn chứ lâm phong có bị liên lụy vì chuyện này không bài viết gốc đã bị xóa rồi nhưng vấn đề là sau một đêm lan truyền gần như cả trường đều biết chuyện này dù bài viết gốc đã bị xóa vẫn không ngừng có người đăng bài chất vấn hành động của nhà trường đồng thời bôi nhọ anh phong mình lo trường sẽ chịu áp lực mà xử phạt anh phong dương tình tình vừa giải thích cho tôi nhược tịch vừa lấy điện thoại gọi cho lâm phong hỏi thăm nhưng điện thoại gọi mà không ai nghe máy gọi cho dương khải niên cũng vậy mà lâm phong và dương khải niên để không bị quấy dày đã để điện thoại ở chế độ im lặng nên không nghe thấy cuộc gọi của dương tình tình tôi nhược tịch cúi đầu có chút áy náy hỏi vậy cũng có nghĩa là vì mình mà anh phong bị người ta chửi ruột sao có thể nói như vậy, nhưng cậu cũng không cần tự trách quá, dù sao ai mà ngờ được có hai tên ngốc quay lại cảnh anh Phong đưa cậu đến khách sạn rồi còn đăng lên mạng chứ. Tô Nhược Tịch hít một hơi sâu ngẩng đầu nói, "Tình Tình, nếu mình ra mặt giải thích, chuyện này sẽ được giải quyết phải không?" Dương Tình Tình cười gượng đáp, "Có lẽ vậy, nhưng chuyện này đã lan truyền khắp trường, dù cậu có đứng ra giải thích, có lẽ họ cũng không nghe. Có thể họ sẽ nghĩ là nhà trường bảo cậu làm vậy, nhưng ít nhất anh Phong sẽ không bị trường xử phạt, đó là kết quả tốt nhất rồi." tôi Nhược Tịch lắc đầu, nhưng lúc này trong lòng cô dường như đã đưa ra quyết định lặng lẽ lấy điện thoại mở diễn đàn trường viết một bài đăng và đăng lên cùng lúc đó trong quán cà phê gần đại học dương thành lâm phong cuối cùng cũng thống nhất ý kiến với luật sư tôn lâm tiên sinh yên tâm dù chuyện này chỉ diễn ra trong phạm vi trường học nhưng bài viết gốc bịa đặt sự thật gây tổn hại danh dự lớn và bây giờ vẫn không ngừng có người đăng bài tấn công anh gây ảnh hưởng hậu quả lớn chắc chắn có người đứng sau thao túng nên nhiêu đây đã đủ để cấu thành vụ án hình sự lát nữa tôi sẽ lấy danh nghĩa luật sư riêng của anh báo cáo với cảnh sát và gửi thư luật sư cho người đăng bài, yêu cầu khởi tố, nếu như đối phương còn không chịu buông tha, tiếp tục xâm phạm quyền lợi của anh, tôi có 50% chắc chắn để đối phương phải ngồi tù. Nghe xong lời luật sư Tôn, Dương Khải Niên tán thưởng gật đầu, luật sư Tôn, chuyện này rất quan trọng, nhờ cả vào ngài, yên tâm đi thiếu gia, chuyện này không khó, tôi có thể đảm bảo khiến đối phương ít nhất phải ngồi tù vài ngày, vậy Dương thiếu gia, Lâm tiên sinh, tôi đi trước đây. Lâm Phong hai người tiễn luật sư Tôn rời khỏi quán cà phê, khi mở điện thoại lên, phát hiện Dương Tình Tình đã gọi đến hơn chục cuộc, "Lão Dương, em gái cậu sao gọi cho tôi nhiều thế này?" "Tôi cũng vậy, có mấy chục cuộc gọi nhỡ." Dương Khải Niên nói rồi gọi điện lại cho Dương Tình Tình. Giọng Dương Tình Tình cũng nhanh chóng truyền đến, "Alo anh, cuối cùng anh cũng nghe máy, yên tâm đi, chuyện này đã được nhược tịch giải quyết rồi, anh bảo anh Phong không cần lo lắng, trường cũng sẽ không làm khó anh ấy." "Chuyện được giải quyết rồi sao?" Dương Khải Niên ngơ ngác, "Tình Tình, rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Dương Tình Tình do dự một chút, không biết nên nói thế nào, ôi trời, em cũng không biết giải thích sao nữa, dù sao anh tự vào diễn đàn trường mà xem, nói xong Dương Tình Tình liền cúp máy. Dương Khải Niên lẩm bẩm, chuyện gì vậy, thật vô lý. Lâm Phong tò mò hỏi, có chuyện gì thế? Dương Khải Niên vừa nói vừa mở diễn đàn trường, vừa rồi Tình Tình nói chuyện này đã được Tô Nhược Tịch giải quyết rồi, chỉ bảo chúng ta tự vào diễn đàn trường mà xem. Rất nhanh một bài đăng hiện lên trước mắt hai người, dù mới đăng chưa được 10 phút, nhưng bài đăng này đã lên đầu bảng hot search. Tiêu đề bài đăng là: Chào mọi người, tôi là tô nhược tịch về chuyện bạn trai tôi lâm phong tôi muốn làm rõ một số điều thấy bài đăng này lâm phong ngơ ngác mình từ khi nào trở thành bạn trai của tô nhược tịch dương khải niên cũng ngơ ngác tò mò mở bài đăng ra xem chào mọi người tôi là tô nhược tịch năm nhất lớp 8 ngành công thương tối qua tôi đi ăn với bạn uống chút rượu nên ngủ đến giờ mới dậy không ngờ trên mạng lại có nhiều bài viết về tôi như vậy về chuyện này tôi muốn làm rõ một số điều thứ nhất lâm phong không hề có hành vi xấu với tôi anh ấy chỉ đưa tôi đến khách sạn nghỉ ngơi thứ hai Tôi và Lâm Phong là bạn trai bạn gái, anh ấy không có lý do, cũng không cần thiết phải lợi dụng lúc tôi say để làm gì cả. Cuối cùng, với người quay lén tôi và Lâm Phong, đăng video lên mạng, tôi sẽ giữ quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý, mong mọi người có thể bình tĩnh, không bôi nhọ bạn trai tôi nữa, chúng tôi chỉ muốn yên bình ở bên nhau, cảm ơn. Bài đăng này không dài, tổng cộng cũng chỉ hơn 200 từ, nhưng mang đến cho Lâm Phong sự kinh ngạc không gì sánh được. Lâm Phong đương nhiên biết, tôi nhược tịch làm vậy hoàn toàn là để giúp mình giải oan, với bài đăng này, dư luận về mình lập tức thay đổi hoàn toàn. Mới vào học chưa đầy một tháng, hoa khôi mới của trường đã bị người ta hái rồi sao? Mà người hái bông hoa này lại là người nửa tháng trước ở trước mặt cô ấy uống liền mười mấy chai nước. Thế giới này thật quá điên rồ rồi. Đau lòng quá, hoa khôi đã có bạn trai rồi. Người trong mộng của tôi, sao em có thể giấu tôi đi khách sạn với người đàn ông khác chứ? Tôi không muốn sống nữa, tôi muốn chết quá. Thấy những bình luận đau khổ dưới bài đăng, Lâm Phong mới dám chắc chuyện này thực sự được giải quyết. Hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh lại. Chuyện này cứ thế mà giải quyết sao? Dương Khải Niên khó tin hỏi lão Lâm cậu thật sự sẽ ở bên tôi nhược tịch sao? Lâm Phong nhún vai hỏi lại, cậu nghĩ sao? Tôi không biết, mấy ngày nay cậu đâu có gặp tôi nhược tịch, theo lý thì không thể, nhưng mà, Dương Khải Niên sờ cầm ra vẻ suy tư. Không có nhưng mà, Lâm Phong ngắt lời Dương Khải Niên, tiếp tục nói, cậu không nhận ra à? Tôi nhược tịch là đang dùng danh dự của mình để giải oan cho tôi, nói xong Lâm Phong thở dài, quay người bước ra khỏi quán cà phê. Thấy Lâm Phong rời đi, Dương Khải Niên vội vàng đuổi theo chơi đùa, sao rồi, bây giờ cảm thấy đau đầu không? Thực sự là đau đầu, Lâm Phong cười khổ, tự dưng có bạn gái, ai mà không đau đầu chứ? Dương Khải Niên do dự một chút hỏi, vậy bây giờ phải làm gì, bức thư luật sư kia còn gửi không? Không cần gửi nữa, cứ để luật sư tôn dừng tay. Bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết viên mãn, chúng ta cũng không cần phải tiếp tục cố chấp, phía nhà trường chắc chắn cũng không muốn làm lớn chuyện này, nếu tiếp tục làm lớn, là lỗi của tôi. Nghe Lâm Phong nói vậy, Dương Khải Niên cũng không nói gì thêm, được rồi, vậy tôi gọi cho luật sư tôn. Bên kia, trong ký túc xá nữ, Dương Tình Tình nhìn tô nhược tịch đang ngồi thẫn thờ trên ghế, có chút không đành lòng hỏi, nhược tịch làm vậy cậu không hối hận sao tôi nhược tịch vẻ mặt ngơ ngác nhìn dương tình tình hối hận sao mình phải hối hận nhưng mà bài đăng đó vừa ra chuyện cậu và lâm phong hẹn hò đã hoàn toàn công khai rồi cậu không lo lắng danh dự của mình sao nghe vậy tôi nhược tịch cười nói tất nhiên là lo nhưng đây không phải là việc mình nên làm sao lâm phong vì mình mà bị mọi người chỉ trích tất nhiên mình phải giải oan cho anh ấy dù phải đánh đổi danh dự nghe xong lời tôi nhược tịch nói dương tình tình sững sờ xem ra anh phong đã mang đến cho cô ấy rất nhiều thay đổi trong khi đó tại một ký túc xá nam, Triệu Khải và Vương Đào hai kẻ đứng sau mọi chuyện, thấy bài viết của mình trên diễn đàn bị xóa hết, còn bài viết của Tô Nhược Tịch thì lại được ghim lên đầu, cả hai đều không thể tin nổi. Chúng ta tốn bao công sức để bôi nhọ Lâm Phong, kết quả Tô Nhược Tịch lại chủ động đứng ra bảo vệ Lâm Phong. Chuyện này khiến Triệu Khải và Vương Đào cảm thấy bị phản bội. Triệu Khải nghiến răng nghiến lợi hét lên giận dữ, "Tô Nhược Tịch, tôi làm tất cả những điều này là để bảo vệ cô, vậy mà cô lại đối xử với tôi như thế." "Không hiểu sao?" Triệu Khải lại có cảm giác như vợ mình lén lút với người khác rồi còn ân ái ngay trước mặt mình. Vương Đào thấy Triệu Khải tức đến mức mặt tái xanh, bèn an ủi, "Thôi nào, người ta đã nói vậy rồi, rõ ràng là muốn đứng về phía Lâm Phong, cậu đừng ôm ấp ảo tưởng không thực tế về Tô Nhược Tịch nữa." "Tại sao chứ?" Triệu Khải dường như không chấp nhận nổi, quay ngoắt đầu lại nhìn Vương Đào, "Chẳng lẽ tôi có điểm nào thua kém Lâm Phong sao? Tại sao cô ấy thả đi khách sạn với hắn mà không uống nước tôi đưa, rốt cuộc là tại sao?" Vương Đào nhìn Triệu Khải tức giận, im lặng một lúc rồi nói, "Cậu có thấy không, Tối qua khi Lâm Phong đưa Tô Nhược Tịch vào khách sạn, Lâm Phong bế Tô Nhược Tịch từ một chiếc Rolls-Royce xuống. Triệu Khải không hiểu hỏi lại, thấy rồi thì sao? Vương Đào nhíu mày nói, cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy, chiếc Rolls-Royce đó ít nhất cũng phải hơn 200 triệu, điều này chứng tỏ Lâm Phong là một thiếu gia nhà giàu, dù cậu có tốt nghiệp mỗi tháng kiếm được 20 ngàn thì cũng phải không ăn không uống mấy chục năm mới mua nổi chiếc xe đó. Vì vậy bây giờ hãy nhìn vào thực tế đi, có khi Tô Nhược Tịch còn tự nguyện uống say nữa đấy chứ, cậu đã thấy cô gái nào ra ngoài uống rượu mà lại uống say như vậy chưa? lời của vương đào nói rất khéo léo nhưng từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào tim triệu khải triệu khải không thể chấp nhận liên tục phủ nhận không không thể nào tôi nhược tịch không phải loại người đó tôi biết chuyện này rất khó chấp nhận nhưng từ xưa mỹ nhân yêu người tài cậu nghĩ kỹ đi nói xong vương đào rời khỏi ký túc xá định đến quán nét chơi với bạn và những lời vương đào vừa nói đã gieo vào đầu triệu khải một ý nghĩ tôi nhược tịch chỉ là một kỹ nữ ham tiền triệu khải ngồi trên ghế tâm trạng không thể bình tĩnh lại lấy điện thoại ra liên tục xem lại bài viết của tôi nhược tịch một lúc sau Triệu Khải như bị kích động gì đó, lập tức viết một bài đăng mới, nhanh chóng chỉnh sửa rồi đăng lên, mà Triệu Khải liền hiện lên nụ cười đắc ý. Ngay lập tức trên diễn đàn trường đại học Dương Thành xuất hiện một bài viết, Hoa khôi mới, chỉ là một kỹ nữ ham tiền, không ngại giả vờ say để đi khách sạn với thiếu gia nhà giàu. Bài viết này nhanh chóng thu hút sự chú ý của vô số sinh viên, đặc biệt là nội dung bài viết mô tả sự việc tối qua như thể trải nghiệm cá nhân, cuối bài còn chú thích là người viết tự mình chứng kiến. Những từ khóa này kết hợp lại, khiến bài viết này nhanh chóng vượt qua bài viết của Tô Nhược Tịch về độ hot, mọi người đều lần lượt để lại bình luận dưới bài viết. Không ngờ Tô Nhược Tịch lại là người như vậy, vì uổng công tôi còn mang nước cho cô ta uống khi huấn luyện quân sự. Hóa ra là vì tôi nghèo nên cô ta không thèm uống nước của tôi, hoa khôi gì chứ, theo tôi chỉ là một kỹ nữ ham tiền. Đúng đúng, nữ thần không của người nghèo, tinh bồn của người giàu, chúng ta cũng đừng ảo tưởng có thể cùng nữ nhân như vậy cùng một chỗ, vẫn là thành thật tích cực quay tay đi. Lúc này bốn người trong phòng Lâm Phong cũng thấy bài viết gọi là bóc phốt này, thấy những bình luận này, Lâm Phong nhíu mày. Dương Khải Niên đứng bên cạnh không nhịn được chửi thề, khốn kiếp thật, cái tên này sao lại hèn hạ như vậy, rõ ràng chuyện này đã kết thúc, chúng ta cũng không làm gì hắn, không ngờ hắn vẫn dai dẳng, tiếp tục đăng bài bôi nhọ, tôi thấy hắn thực sự chán sống rồi. Nói xong Dương Khải Niên định đăng nhập tài khoản của mình, vào dưới bài viết cãi nhau với hắn, nhưng bị Lâm Phong ngăn lại. Thôi, cậu chửi hắn, có khi hắn còn thấy phấn khích hơn, nhưng mà tên khốn này thực sự quá đáng, cứ để luật sư Tôn giải quyết. Đấu khẩu với loại sâu bọ này cũng là bẩn miệng mình, nếu hắn đã thích phun ra những lời thối tha thì cứ để hắn vào tù mà phun cho thỏa nói xong lâm phong nhìn dương khải niên ra hiệu dương khải niên hiểu ý liền nở nụ cười phấn khích lập tức lấy điện thoại gọi cho luật sư tôn kể đơn giản tình hình về chuyện này dương khải niên và lâm phong chỉ có một yêu cầu đưa bọn họ đi ăn cơm tù lúc này lâm phong nằm lại trên giường gửi tin nhắn cho tôi nhược tịch chuyện hôm nay cảm ơn cô tất cả là do tôi một lúc mềm lòng khiến cô phải chịu nhiều tai tiếng nhưng cô yên tâm tôi sẽ bắt tên đó trả giá mặt khác tôi tin rằng cô không phải loại người đó. Trong ký túc xá nữ, thấy bài viết bôi nhọ mình trên mạng, Tô Nhược Tịch nằm một mình trên giường cảm thấy đau khổ. Đúng lúc cô tuyệt vọng nhất, tin nhắn của Lâm Phong gửi đến, nhìn những lời ấm áp của Lâm Phong, Tô Nhược Tịch đột nhiên có cảm giác muốn khóc, cũng cảm thấy vô cùng ấm lòng. Cộc cộc cộc, lúc này cửa ký túc xá của Triệu Khải đột nhiên bị gõ mạnh, ai đó, gõ mẹ gì mà mạnh thế, Triệu Khải đặt điện thoại xuống chửi bới đi ra mở cửa. Mở cửa ra, phát hiện người đứng trước cửa không phải là bạn cùng phòng của hắn ta, mà là mấy cảnh sát mặc đồng phục, cùng một người đàn ông mặc vest. Người đàn ông mặc vest hỏi, "Anh là Triệu Khải?" Triệu Khải lập tức căng thẳng giọng lo lắng, "Mấy người là ai, muốn làm gì?" Vì anh đã bị đặt tin đồn trên mạng, tấn công và lăng mạ Lâm Phong tiên sinh và Tô Nhược Tịch tiểu thư, và đã gây ra tổn hại tinh thần lớn cho người liên quan, "Vì vậy tôi thay mặt Lâm Phong tiên sinh và Tô Nhược Tịch tiểu thư khởi kiện anh." "Lâm Phong, Tô Nhược Tịch, tôi không có, tôi nói đều là sự thật, tôi không bịa đặt bôi nhọ họ, các người dựa vào gì mà kiện tôi?" Triệu Khải còn muốn rào biện, nhưng cảnh sát không để hắn càn quấy, trực tiếp lấy còng tay cong triệu khải lại thấy còng tay sáng loáng trước mắt triệu khải hai chân mềm nhũn suýt nữa tè ra quần triệu khải anh có bịa đặt hay không sẽ có chuyên gia phán đoán tuy nhiên tôi có thể nói cho anh biết một điều vụ việc này đã gây ảnh hưởng lớn đến người liên quan rất có thể anh sẽ phải chịu hình phạt tạm giam hãy tự biết điều đi cảnh sát nói xong liền dẫn triệu khải đi mà vương đào đang chơi game ở quán net cũng bị bắt để được giảm nhẹ hình phạt khi rời ký túc xá triệu khải liền khai ra vương đào nhưng rõ ràng việc này không có chuyện giảm nhẹ hình phạt vì hai người họ đều là chủ mưu của vụ việc cuối cùng Triệu Khải và Vương Đào đều bị phạt tù nửa tháng, đây là mức án nhẹ nhất mà nhà trường đã cố gắng xin cho bọn họ, bởi vì nếu làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của trường. Với kết quả này, Lâm Phong rất hài lòng, tin rằng nửa tháng tù sẽ giúp họ nhớ lâu hơn. Nhưng hình phạt đối với họ không chỉ dừng lại ở đó, Dương Khải Niên thông qua mối quan hệ của ba mình, biết được từ phó hiệu trưởng rằng nhà trường sẽ xử lý hậu quả tiếp theo. Đợi khi Triệu Khải và Vương Đào ra khỏi trại giam, trường sẽ lập tức đuổi học họ, đây mới thực sự là đòn quyết định, khổ công thi đỗ đại học, cuối cùng không được gì, còn để lại một tiền án đây gọi là không làm thì không chết tin triệu khải và vương đào bị cảnh sát bắt nhanh chóng lan truyền trong trường mọi người không biết tại sao triệu khải bị bắt nhưng để đỗ đại học dương thành họ không phải người ngu đều hiểu rằng chắc chắn có lâm phong đứng sau cũng chính vì vậy chuyện triệu khải nói lâm phong là thiếu gia nhà giàu càng được chứng minh mọi người đều đoán xem lâm phong thực sự là ai mà có thể dùng sức mạnh lớn như vậy chỉ để giúp tôi nhược tịch thoát khỏi rắc rối còn về việc họ có thực sự ở bên nhau hay không giờ đây đã không cần nói thêm ít nhất trong lòng mọi người đều đã ngầm hiểu một tuần trôi qua rất nhanh, tiêu điểm cũ qua đi, tiêu điểm mới lại xuất hiện. đó là về thân phận của Lâm Phong, mọi người đều rất hứng thú với phú nhị đại mới nổi này, đủ loại bài viết xuất hiện. đoán xem Lâm Phong giàu có thế nào, nhưng tất cả chỉ là đoán mò, vì ngay cả Dương Khải Niên cũng không biết Lâm Phong giàu có ra sao. lúc này sau khi xem xong đủ loại bài viết về Lâm Phong trên mạng, Dương Khải Niên nhảy xuống giường, tiến tới gần nhìn Lâm Phong với ánh mắt giò xét. Lâm Phong không ngẩng đầu, tiếp tục đọc sách hỏi. gì thế? Dương Khải Niên nghiêm túc hỏi cậu thành thật nói cho tôi biết, cậu có phải là phú nhị đại ngầm không? Nghe vậy Lâm Phong muốn bật cười, nếu là phú nhị đại ngầm, hồi huấn luyện quân sự đã không nghèo đến mức phải về ký túc xá lấy nước uống. Dù Lâm Phong không phải phú nhị đại, nhưng gia đình anh cũng không hẳn là nghèo, nhà Lâm Phong mở quán ăn tương, mỗi năm cũng kiếm được hơn 10 vạn, làm ăn đã mấy chục năm, cũng tích lũy được chút tiếng tăm. Nhưng vì phải nuôi Lâm Phong và em gái Lâm Tiểu Mạn học đại học, cộng thêm tiền thuê nhà tăng hàng năm, cuối năm cũng không còn lại bao nhiêu, vì vậy gia đình Lâm Phong nói nghèo cũng nghèo, mà nói không nghèo cũng không phải, Lâm Phong cười nói, "Lão Dương, cậu đùa tôi sao? Nhà tôi không có tiền đâu." Nghe vậy Dương Khải Niên nghi ngờ bĩu môi nói, "Lão Lâm, cậu đừng giấu nữa, cậu còn muốn giở trò này với tôi à?" Lâm Phong nghe vậy bất lực, "Tin hay không tùy cậu, dù sao nhà tôi cũng chỉ là một gia đình bình thường." Dương Khải Niên dừng lại một lúc rồi nói, "Tôi hỏi câu khác, cậu thực sự có bao nhiêu tiền?" Nghe câu hỏi này, Lâm Phong trong lòng ước lượng một chút, sau khi tiêu tiền ở Hòa Bình Hoàng Yến lần trước, số dư tài khoản ngân hàng là khoảng hơn 50 mấy vạn. Bây giờ sau một tuần tích lũy, nhờ vào tiền tài chúc phúc, đại khái khoảng hơn 20 vạn, cộng thêm số tiền trước đó, tổng cộng có khoảng hơn 80 vạn. Tôi hiện có khoảng 80 vạn. Lâm Phong cũng tiện tay rút tiền tài chúc phúc hôm nay vào tài khoản ngân hàng. Đinh, tài khoản ngân hàng của bạn đã nhận được khoản chuyển 28 vạn tệ, số dư tài khoản hiện tại là 81 vạn 8.200 tệ. Dương Khải Niên khó tin hỏi, lão Lâm cậu không đùa tôi chứ, không lâu trước đây cậu vừa mua một chiếc Patek Philip, không phải đã tiêu hết tiền rồi sao? Lâm Phong nở một nụ cười đầy ẩn ý, tiêu hết rồi, nhưng không thể kiếm lại sao? nụ cười này khiến dương khải niên bị tổn thương vô cùng lớn đại lão quả nhiên là đại lão người khác bị cắt lỗ chỉ có cậu là biến thị trường thành máy rút tiền dương khải niên một tháng chỉ có hai vạn để tiêu bỗng cảm thấy mình thật đáng thương mẹ nó tôi không nên hỏi câu này dương khải niên vẫy tay quay lại giường trong lòng nghĩ liệu mình có nên nói với ba tháng sau tăng thêm tiền tiêu vặt không không thì cái danh phú nhị đại này thật muốn lăn lộn không nổi nữa rồi được rồi lâm phong cười kéo dương khải niên lại nói đừng cảm thấy bất công tối nay tôi mời các cậu đến ăn ở hòa bình hoàng yến Chiều nay chúng ta đi dạo một chút ở Vạn Tượng Thành. Sắp đến Quốc khánh, Lâm Phong dự định tiêu hết các thẻ hoàn tiền và thẻ hoàn tiền mỹ thực còn lại, nâng số tiền tiết kiệm của mình lên mức triệu, đến lúc đó về nhà gặp bố mẹ cũng có thêm tự tin. Thật sao? Dương Khải Nhiên nghe Lâm Phong mời ăn, lại còn ở Hòa Bình Hoàng Yến, liền nở nụ cười lớn, "Lão Lâm, vẫn là cậu tốt nhất, từ hôm nay, cậu là nghĩa phụ của tôi." Lâm Phong cười nhạt, "Thôi đi, tôi không muốn có đứa con như cậu đâu, đúng rồi, nhớ gọi Tình Tình và Nhược Tịch, tôi có chuyện muốn nhờ họ." Dương Khải Niên không hỏi thêm liền đồng ý ngay, sau đó lấy điện thoại gọi cho Dương Tình Tình, "Alo Tình Tình, mau chuẩn bị, tối nay Lâm công tử mời ăn, nhớ gọi Tô Nhược Tịch nữa." Nghe Dương Khải Niên nói vậy, Dương Tình Tình cũng ngạc nhiên, nhưng cô không giống Dương Khải Niên, mà say như vỏ cây, giữa bạn bè tốt, chẳng lẽ không nên có đi có về sao? Quên đi, dù sao tiền kia cũng là cướp được từ anh trai, xem như giúp anh trai trả lại nhân tình cho Lâm Phong. Nghĩ vậy Dương Tình Tình bước đến giường Tô Nhược Tịch nói, "Nhược Tịch, đừng đọc sách nữa, anh Phong mời chúng ta đi ăn cơm." "Gì cơ, anh ấy không phải hết tiền rồi sao tôi nhược tịch lại ngập ngừng hỏi không phải lại là hòa bình hoàng yến chứ dương tình tình nhún vai nói không biết nữa anh tôi không nói nhưng đoán theo tính cách của anh phong chắc chắn là vậy sao cậu không đi à đi chứ như lần này để mình mời dương tình tình vừa thay đồ vừa trêu chọc tô nhược tịch sao vậy còn chưa ở bên nhau mà đã bắt đầu lo cho tiền của anh ta sao mà tô nhược tịch đỏ bừng lắp bắp nói cậu nói bậy bạ gì vậy mình không có sau đó hai cô gái bắt đầu thay đồ thời tiết ở dương thành khá nóng vì vậy cả hai đều mặc đồ khá thoáng mát, đặc biệt là Dương Tình Tình, mặc váy ngắn và áo hai dây trắng, ngực căng đầy gần như lộ ra. Còn Tô Nhược Tịch ăn mặc đơn giản, đặc biệt để lộ đôi chân dài không chút mỡ thừa, khiến người ta thèm thuồng. Lâm Phong đứng từ xa, thấy hai đóa hoa đi tới, liền ngẩn người, sau đó không nhịn được cười lắc đầu, xem ra sự ganh đua giữa phụ nữ thật sự thể hiện ở mọi khía cạnh. Nhưng nhìn kỹ một chút, vẫn có thể thấy sự chênh lệch giữa Dương Tình Tình và Tô Nhược Tịch, sự chênh lệch này không thể bù đắp bằng thân hình hay diện tích da thịt lộ ra lúc này dương khải niên từ xa hét lên tình tình rồi cả bốn người hội tụ dương tình tình đi tới cười nói anh phong hôm nay có kế hoạch gì không kể là mua sắm hay ăn uống em đảm bảo sắp xếp cho anh thoải mái mua sắm trước rồi ăn tối cũng sắp đến quốc khánh rồi tôi định trước khi về nhà mua vài món quà cho ba mẹ nhờ các cậu góp ý tối nay tôi sẽ mời mọi người ăn ở hòa bình hoàng yến nghe vậy dương tình tình và tôi nhược tịch nhìn nhau quả nhiên là hòa bình hoàng yến xem ra anh phong mời khách thật sự không phải chuyện đùa nhưng cũng tốt dù sao cũng đã chuẩn bị mời khách lần này có thể trả lại cho bữa trước. Dương Tình Tình mặt đầy vẻ đắc ý nói, anh Phong, nếu anh muốn mua quà cho chú gì, em biết một chỗ, trước đây thường đi mua sắm với mẹ em, đồ ở đó rất thích hợp để làm quà tặng. Được, chúng ta qua đó xem. Nói rồi Lâm Phong bước ra lề đường, bắt một chiếc taxi. Lần này Tào Minh và Khương Siêu không đi, bốn người vừa đủ một xe, Lâm Phong ngồi ở ghế sau bị hai cô gái gợi cảm kẹp giữa, khiến Lâm Phong phải thở gấp, chỉ có thể nhắm mắt không nhìn vào trang phục mát mẻ của bọn họ, điều chỉnh lại nhịp thở. Nửa giờ sau, Bốn người đến trung tâm thương mại lớn nhất Dương Thành, Dương Tình Tình khoác tay Tô Nhược Tịch hỏi Lâm Phong, "Anh Phong, anh định mua gì cho chú gì?" Lâm Phong suy nghĩ một chút rồi nói, "Anh định mua cho bố một chiếc đồng hồ, cho mẹ một sợi dây chuyền." "Nếu mua hai món này, em đề xuất nên mua đồng hồ Rolex, còn dây chuyền thì mua Tiffany, nhưng có một vấn đề, Rolex có giá thấp nhất cũng mấy vạn, dây chuyền thì rẻ hơn, mấy ngàn là có thể mua được, nhưng tổng lại cũng không ít tiền đâu." Dương Tình Tình ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, "Anh Phong cảm thấy sao?" Lâm Phong cười nói không chút do dự, "Không vấn đề gì." chỉ vài vạn thôi, hôm nay ra ngoài không tiêu hết 20 vạn thì không về. Ba người còn lại nghe vậy, miệng không khỏi giật giật, xem ra vẫn còn đánh giá thấp Lâm Phong rồi. Lâm Phong lần này ra ngoài là để tiêu tiền, chỉ cần tiêu hết 20 vạn, sử dụng thẻ hoàn tiền, dù vận may có kém hơn nữa, tài khoản cũng sẽ đột phá trăm vạn. Khoan đã, nếu em gái về nhà vào kỳ nghỉ Quốc khánh, chỉ mua quà cho bố mẹ mà không có quà cho em gái, chắc chắn sẽ bị phàn nàn a. À. Lâm Phong bổ sung mua xong thì đi tới Tay Ku Huy mua một bộ tinh chất phục hồi. Em gái tôi vừa kết thúc huấn luyện quân sự, không biết có bị đen không. Tinh chất đó có hiệu quả khá tốt. Dương Tình Tình vỗ ngực cam đoan. Vâng, Anh Phong, chuyện này để em lo. Em vẫn còn giữ liên lạc với người bán hàng lần trước. Dương Khải Niên lên tiếng. Còn tôi thì sao? Tôi làm gì? Lâm Phong cười đùa. Cậu à, cậu chỉ cần sách túi là được. Tối nay tôi mời cậu ăn tối. Dương Tình Tình rất hợp tác, vứt hết túi sách của mình và tô nhược tịch cho Dương Khải Niên. Ha ha ha! Cuối cùng cũng tìm được công dụng của anh. Dương Khải Niên cũng vui vẻ giúp đỡ, cầm lấy túi sách theo sau Lâm Phong đến quầy Rolex. Nửa giờ sau, Lâm Phong chỉ 10 vạn mua một chiếc đồng hồ Rolex cơ bản và hai sợi dây chuyền Tiffany. Còn tại sao lại mua hai sợi? Đương nhiên là để tặng cho em gái, nghĩ đến em gái mình vừa tròn 18 tuổi, lớn lên xinh đẹp nhưng dường như chưa từng đeo trang sức, giờ đây anh trai có tiền, không thể để em gái thiệt thòi. Lâm Phong lấy điện thoại quét mã thanh toán, cũng mở hệ thống sử dụng một thẻ hoàn tiền, may mắn không tệ, nhận được gấp hai lần hoàn tiền, trực tiếp kiếm thêm 20 vạn, tài khoản của Lâm Phong cũng đột phá 1 triệu. Đinh, chúc mừng ký chủ, tài sản cá nhân đã vượt qua 1 triệu, đạt mục tiêu giai đoạn 1 cuộc sống hoàn hảo, trở thành triệu phú, phần thưởng giai đoạn 1, phiếu mua nhà và mua xe với giá 1 phần 10. Phiếu mua nhà với giá 1 phần 10, tổng giá trị không vượt quá 10 triệu, phiếu mua xe với giá 1 phần 10, tổng giá trị không vượt quá 3 triệu. Lâm Phong nghe xong thông báo của hệ thống, hoàn toàn bị choáng ngợp, phiếu mua với giá 1 phần 10, theo giải thích của hệ thống, ngôi nhà trị giá 10 triệu chỉ cần trả 1 triệu để mua, còn xe trị giá 3 triệu, chỉ cần trả 300 ngàn là có thể mua, hai phiếu này tiết kiệm hàng triệu ngay lập tức, cảm giác thật sự tuyệt vời. Hệ thống lại tiếp tục thông báo, phần thưởng giai đoạn 2, công ty đầu tư chứng khoán sơ cấp, sau khi nhận phần thưởng này, ký chủ cần tự đăng ký công ty và xây dựng khung công ty. Sau khi hoàn thành, hệ thống sẽ nâng cao kỹ năng cho các nhân viên chính của công ty với điều kiện tổng vốn không vượt quá 100 triệu. Hệ thống đảm bảo tỷ suất lợi nhuận hàng năm không dưới 10%. Lưu ý, khi lòng trung thành của nhân viên chưa đạt 100%, không nên đưa vào làm nhân viên chính, tránh rủi ro nhân viên chảy ra ngoài. Lại thêm một phần thưởng, tuy phần thưởng này không trực tiếp như phiếu mua nhà và xe, nhưng mang lại lợi ích lâu dài. Mà đảm bảo tỷ suất lợi nhuận hàng năm đạt trên 10%, con số này tuy không lớn nhưng rất đáng kể. Sau này khi có tiền dư, có thể đưa vào tài khoản công ty để tăng tốc độ tạo ra tiền, ai mà chê tiền nhiều chứ. Hệ thống lại tiếp tục thông báo, phần thưởng giai đoạn 2, kính dữ liệu giả định, khi đeo kính này ký chủ sẽ thấy các dữ liệu của đối phương như mức độ hảo cảm, lòng trung thành, nhược điểm, sở thích, tính cách vân vân, giúp ký chủ dễ dàng hơn trong các mối quan hệ. Lâm Phong không có khái niệm về phần thưởng này, thầm hỏi hệ thống, đeo dữ liệu giả định thì người khác không nhìn thấy phải không? Đúng vậy ký chủ, khi phát thưởng, kính dữ liệu giả định đã tự động đeo lên người ký chủ, khi cần ký chủ có thể gọi ra bất cứ lúc nào. Lâm Phong gật đầu, gọi kính dữ liệu ảo ra rồi nhìn ba người bên cạnh, đầu tiên là nhìn Dương Khải Niên. Tên: Dương Khải Niên, 18 tuổi, nhan sắc: 70, độ hảo cảm 85%, quan hệ với ký chủ, bạn thân, thân phận bối cảnh, con trai của chủ tịch tập đoàn Dương Thị. Hệ thống cũng giải thích, quan hệ với ký chủ có liên quan đến độ hảo cảm, đối với nam giới, mức độ hảo cảm và quan hệ với ký chủ lần lượt là: độ hảo cảm 60 đến 70%, quan hệ là người qua đường, độ hảo cảm 70 đến 80%, quan hệ là bạn bè bình thường, độ hảo cảm 80 đến 90%, quan hệ là bạn thân, độ hảo cảm 90 đến 100%, quan hệ là bạn thân trí cốt, lòng trung thành đối với ký chủ đạt 100% tuyệt đối không phản bội. Đối với nữ giới, mức độ hảo cảm và quan hệ với ký chủ lần lượt là độ hảo cảm 60 đến 70%, quan hệ là người qua đường, độ hảo cảm 70 đến 80%, quan hệ là có chút hảo cảm, độ hảo cảm 80 đến 90%, quan hệ là người yêu chưa tới, độ hảo cảm 90 đến 100%, quan hệ là người yêu thân mật, tỷ lệ thành công khi muốn làm gì đó với nữ giới sẽ tăng cao. Sau khi nghe hệ thống giải thích, Lâm Phong chuyển ánh nhìn sang Dương Tình Tình. Hệ thống đánh giá nhan sắc 85 điểm, Quan trọng hơn là độ hảo cảm của Dương Tình Tình với Lâm Phong lên đến 86%, thuộc vào loại người yêu chưa tới, chỉ cần tăng thêm 4 điểm nữa là có thể hoàn toàn chiếm được trái tim cô ấy, sao lại thế này, Dương Tình Tình lén thích mình sao? Lâm Phong chuyển mục tiêu sang Tô Nhược Tịch đứng bên cạnh, tên Tô Nhược Tịch, 18 tuổi, nhan sắc 95, độ hảo cảm 89%, quan hệ với ký chủ, người yêu chưa tới, thân phận bối cảnh, mẹ qua đời, được bố nuôi từ nhỏ, bố là chủ tịch tập đoàn Thịnh Vượng, Thịnh Vượng sẽ tuyên bố phá sản vào cuối năm do đứt quãng tài chính. Hệ thống đánh giá nhan sắc của Tô Nhược Tịch đạt 95 điểm, điều này cũng không quá ngạc nhiên đối với Lâm Phong, nhưng độ hảo cảm thì làm Lâm Phong bất ngờ. Cô ấy có cảm tình với mình cao hơn cả Dương Tình Tình, chỉ cách người yêu thân mật một bước nữa, dù hai người từng có vài lần không vui. Lâm Phong quay đầu lén nhìn Tô Nhược Tịch, bất ngờ Tô Nhược Tịch cũng đang nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau, bầu không khí trở nên ngượng ngùng, Tô Nhược Tịch đỏ mặt vội vàng quay đầu tránh ánh nhìn của Lâm Phong. Dương Khải Niên thấy vậy trêu chọc, "Lão Lâm, cậu thôi đi, Tô Nhược Tịch đẹp đến mức khiến cậu không thể rời mắt sao? Lần sau cẩn thận đừng để bị phát hiện nữa. Lâm Phong lườm Dương Khải Niên một cái không đáp lại. Sau khi mua xong quà, bốn người cũng chuẩn bị đi ăn tối. Lúc này điện thoại của Tô Nhược Tịch vang lên, cô lấy điện thoại ra, thấy cuộc gọi video thì có vẻ do dự. Thấy Lâm Phong và mọi người đang nhìn, cô cắn răng nhấc máy. Một người phụ nữ trong quyến rũ xuất hiện trên màn hình, hét vào mặt Tô Nhược Tịch, nghe nói con đang hẹn hò ở trường. Chuyện gì đây? Mẹ không phải đã tìm cho con một đối tượng tốt sao? Con có nghe lời mẹ không? Tô Nhược Tịch cúi đầu không biết phải nói gì. Con đang ở đâu, bên cạnh con có nam sinh, đó có phải là nhân tình của con không, mẹ cảnh cáo con. Chưa kịp nói hết câu, Tô Nhược Tịch đã ngắt cuộc gọi để tránh nghe thêm những lời khó nghe. Thấy vậy Lâm Phong cau mày, hệ thống không phải nói mẹ Tô Nhược Tịch đã qua đời sao, có lẽ người này là mẹ kế, Lâm Phong liền hỏi, không sao chứ? Tô Nhược Tịch lắc đầu, không sao, chỉ là chuyện gia đình thôi. Lâm Phong và mọi người cũng không hỏi thêm, nếu cô ấy không muốn nói, chắc hẳn là có lý do riêng. Lâm Phong nhìn đồng hồ chủ động chuyển chủ đề đã muộn rồi, chúng ta đi ăn ở Hòa Bình Hoàng Yến chứ. Dương Khải Niên đồng ý, ừ, bây giờ cũng hơn 6 giờ rồi, tôi đã đặt phòng lúc 7 giờ, bây giờ đi là vừa kịp. Dương Tình Tình dường như biết được sự tình, ôm lấy tay tôi nhược tịch an ủi, nhược tịch, không sao đâu, đừng để ý đến người phụ nữ xấu xa đó, chúng ta đi ăn thôi, ăn no sẽ thấy vui hơn. Thấy Lâm Phong và mọi người đều an ủi mình, tôi nhược tịch nở một nụ cười gượng gạo gật đầu, ừ, chúng ta đi thôi, cũng đói bụng rồi. Một giờ sau, cả bốn người đi đến Hòa Bình Hoàng Yến, lần này phòng mà dương khải niên đặt nhỏ hơn lần trước món ăn chính cũng khác nhưng với trình độ của đầu bếp hòa bình hoàng yến bất cứ món gì cũng đều ngon dương khải niên hỏi lão lâm muốn gọi thêm hai chai rượu vang không lâm phong nhìn tôi nhược tịch thấy lâm phong nhìn mình cô đỏ mặt cúi đầu mọi người uống đi tôi không uống dương tình tình cười nhược tịch không uống em uống với các anh được vậy gọi hai chai dương khải niên cũng liền gọi phục vụ dương tình tình ra hiệu cho anh trai sau khi phục vụ đi khỏi dương khải niên hiểu ý đứng dậy lão lâm tôi đi vệ sinh nói xong dương khải niên đi ra ngoài lâm phong nghĩ thầm gã này sao lạ vậy nhưng khi dương khải niên trở lại với điện thoại trong tay hiểu ra lâm phong liền hỏi cậu vừa đi thanh toán đúng không dương khải niên nhún vai thừa nhận tô nhược tịch ngạc nhiên nhìn dương tình 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 chẳng phải mình nói lần này để mình mời sao cậu lại lừa mình dương tình tình cười gượng nhược tịch à lần này để bọn mình mời lần sau cậu mời hòa bình hoàng yến có nhiều món ngon lần sau vẫn còn cơ hội đúng lúc này điện thoại của tô nhược tịch lại vang lên cô lấy điện thoại ra thấy chữ mẹ trên màn hình Tâm trạng vừa ổn định lại trở nên căng thẳng, sau một lúc do dự, Tô Nhược Tịch vẫn quyết định nhấc máy, "Alo." Giọng nói tức giận của người phụ nữ truyền ra từ đầu dây bên kia, "Đồ chết tiệt, sao mày dám tắt cuộc gọi video của tao? Tao hỏi mày, mày đang ở đâu? Thằng đàn ông đó là ai? Tao đã tìm cho mày đối tượng kết hôn rồi, mày còn muốn lén lút hẹn hò ngoài kia phải không? Người đó là ai không liên quan đến bà, còn đối tượng kết hôn, ha ha, lần này bà định bán tôi cho thiếu gia nhà giàu nào nữa đây? Cái gì mà vì tôi?" Chẳng qua bà muốn lấy tôi để đổi lấy tiền thôi, đừng có giả vờ nữa." Nói xong Tô Nhược Tịch cúp máy, chuyển điện thoại sang chế độ máy bay. Lâm Phong và hai người nhìn Tô Nhược Tịch đang mất bình tĩnh, không biết phải nói gì, nhưng qua những lời vừa rồi, cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Mẹ kế của Tô Nhược Tịch không tốt với cô ấy, bây giờ công ty gia đình gặp khủng hoảng tài chính, nên bà ta muốn ép Tô Nhược Tịch đi kết hôn để đổi lấy vốn đầu tư. Hiểu rõ điều này, Lâm Phong không khỏi cảm thấy đau lòng cho Tô Nhược Tịch, không ngạc nhiên khi mỗi ngày cô ấy đều mang vẻ mặt u sầu, luôn có vẻ lo lắng. Dương Tình Tình cẩn thận hỏi, "Nhược Tịch, cậu không sao chứ?" Tô Nhược Tịch ngước lên, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của ba người, cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhàng, "Không sao, mọi người đừng lo lắng." "Không sao thì tốt rồi, mặc dù biết Tô Nhược Tịch chắc chắn đang rất đau lòng, nhưng Lâm Phong và hai người cũng không biết phải an ủi cô thế nào." Đúng lúc này nhân viên phục vụ bước vào với một khay trên tay, phục vụ đặt hai chai rượu vang lên bàn rồi nói, "Thưa ngài, món ăn có thể mang lên bây giờ không?" Dương Khải Niên gật đầu, "Ừ, mang tất cả lên đi." Lâm Phong cũng nói thêm, "Đúng rồi, ăn chút gì đó, ăn vào tâm trạng sẽ tốt hơn. Tôi nhược tịch cố nở nụ cười, đột nhiên đề nghị, chúng ta uống rượu đi. Lâm Phong và hai người không nói gì, theo ý cô cùng nhau uống rượu. Tôi nhược tịch uống rượu, nhìn Lâm Phong và hai người nói, cảm ơn mọi người, từ nhỏ đến giờ, chỉ có mọi người là thật lòng uống rượu với tôi. Dương tình tình nâng ly, nhược tịch đừng nói vậy, chúng ta là bạn mà, cạn ly nào. Bốn người cùng nâng ly chạm cốc, tôi nhược tịch hơi ngẩng đầu, uống cạn ly rượu vang. Hương vị nồng nàn của rượu vang lan tỏa khắp cơ thể cô, khiến tôi nhược tịch nhanh chóng đỏ mặt, mắt lờ đờ nhìn ba người đứt quãng nói mọi người không biết đâu mẹ kế à không người đàn bà lưu diễm đó bà ta từ khi lấy bố tôi luôn nhìn tôi không vừa mắt bây giờ bà ta còn muốn bán tôi đổi lấy tiền tôi chắc chắn sẽ không để bà ta đạt được mục đích tôi nhược tịch càng nói càng kích động cuối cùng vung tay suýt ngã may mắn lâm phong nhanh tay đỡ tôi nhược tịch lại không thể không khuyên nhủ cô say rồi đừng uống nữa dương tình tình cũng khuyên đúng đấy nhược tịch cậu nghỉ ngơi đi món ăn còn chưa lên mà cậu đã gần say rồi tôi nhược tịch lớn tiếng nói tôi Tôi không có sai, tôi sẽ không để người đàn bà lưu diễm đó đạt được mục đích. Nếu không vì bà ta, mẹ tôi cũng không chết, người đàn bà độc ác này, dù có chết, tôi cũng không lấy người mà bà ta sắp đặt. Những lời của Tô Nhược Tịch khiến ba người Lâm Phong giật mình, họ không ngờ Tô Nhược Tịch lại cương quyết đến mức sẵn sàng chết để phản đối. Dương Tình Tình vội vàng nắm chặt tay Tô Nhược Tịch, "Đừng mà Nhược Tịch, cậu đừng nghĩ quẩn." Dương Khải Niên cũng khuyên, "Đúng đấy, nếu cô chết, mẹ kế của cô sẽ càng vui mừng vì không ai tranh tài sản với bà ta nữa, cô làm vậy chẳng phải giúp bà ta sao?" lời này khiến tôi nhược tịch tỉnh táo hơn một chút giọng ngại ngào nói vậy tôi phải làm gì bây giờ nếu lưu diễm thực sự ép tôi cưới ba tôi vì công ty cũng sẽ đồng ý tôi không còn lối thoát nữa thực ra rất đơn giản chỉ cần có tiền là có thể giải quyết được vấn đề này dương khải nhiên ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói nếu tìm được một người bạn trai có thể đối đầu với họ trước khi bị ép cưới mọi chuyện sẽ được giải quyết à tất nhiên là phải người mà cô thích nghe vậy tôi nhược tịch bắt đầu thì thầm tìm một người bạn trai có thể đối đầu với họ ánh mắt tôi nhược tịch dần chuyển sang lâm phong trong số những người mình quen chỉ có lâm phong đáp ứng được hai điều kiện đó tôi nhược tịch mượn hơi men mắt mờ mịt nhìn lâm phong lâm phong quay đầu thắc mắc nhìn tôi nhược tịch sao vậy hai ánh mắt chạm nhau lần này tôi nhược tịch không tránh né cắn môi đỏ hạ quyết tâm bất ngờ nói em có thể làm bạn gái anh không lâm phong ngỡ ngàng như bị sét đánh chuyện gì đây không ngờ tôi nhược tịch lại bất ngờ tỏ tình điều này thật sự quá bất ngờ rồi dương tình tình và dương khải niên cũng sững sờ mặc dù lời nói của dương khải niên lúc nãy có ám chỉ đến lâm phong nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy không ngờ tô nhược tịch lại chủ động tỏ tình Đinh. hệ thống phát hiện tô nhược tịch có độ hảo cảm với ký chủ đạt 90%, mối quan hệ với ký chủ đạt mức người yêu thân mật chúc mừng ký chủ có người yêu thân mật đầu tiên lựa chọn một từ chối tô nhược tịch nói rằng mình không thích cô ấy phần thưởng 5 triệu nhân dân tệ lựa chọn 2. đồng ý với tô nhược tịch trở thành bạn trai cô ấy phần thưởng thể dự đoán xu hướng thị trường chứng khoán trong một thời gian và nâng độ hảo cảm của tô nhược tịch với ký chủ lên một mối quan hệ đạt đến mức không rời xa Cả hai phần thưởng đều rất hấp dẫn, Lâm Phong phân vân không biết nên chọn cái nào, không phải là không có cảm tình với Tô Nhược Tịch, dù sao cô ấy cũng là hoa khôi của trường, không chỉ có nhan sắc mà còn có thân hình rất đẹp, là một nam sinh viên đại học đầy sung mãn, rất khó để từ chối sự hấp dẫn như vậy. Nhưng Lâm Phong hiện tại không muốn yêu đương, cảm thấy nếu đồng ý với Tô Nhược Tịch lúc này thì giống như lợi dụng cô ấy. Lâm Phong lấy lại ý thức từ hệ thống, nhìn Tô Nhược Tịch, chưa kịp nói gì thêm, Tô Nhược Tịch đã lao vào lòng Lâm Phong, không biết có phải bị vấp chân vào bàn không. Tô Nhược Tịch vốn định ôm Lâm Phong nhưng lại ngã vào lòng anh, môi hai người cứ thế chạm nhau. Đôi môi của Tô Nhược Tịch mềm mại, có mùi thơm nhẹ, làm Lâm Phong cảm giác như có luồng điện chạy qua người, khiến Lâm Phong không khỏi run lên, nụ hôn đầu của mình đã bị cướp mất rồi. Tô Nhược Tịch có vẻ đã uống khá nhiều rượu, khi chạm môi với Lâm Phong, cô mềm nhũn trong lòng anh, không có ý định phản kháng hay từ chối. Cảm nhận sự thay đổi của Tô Nhược Tịch, Lâm Phong càng khẳng định cảm tình của cô ấy với mình đã đạt đến mức người yêu thân mật, nếu không cô ấy sẽ không có hành động như vậy. Nhìn thấy cảnh này, Dương Khải Niên mặt mũi ngơ ngác, tôi nhược tịch trở thành chị dâu của mình rồi sao, cú trợ công này của mình quá tuyệt rồi. Còn Dương Tình Tình thì đứng đó, biểu cảm phức tạp, cô cũng có cảm tình với Lâm Phong, tự nhiên nhận ra Tô Nhược Tịch đối xử khác biệt với Lâm Phong, nhưng Dương Tình Tình không từ bỏ. Mặc dù đối thủ là Tô Nhược Tịch, cô vẫn muốn thử, giờ đây thấy Lâm Phong không đẩy Tô Nhược Tịch ra mà còn ôm vào lòng, cô biết mình có lẽ đã hết cơ hội. Nếu bây giờ Lâm Phong dùng kính dữ liệu giả định quét qua Dương Tình Tình, sẽ thấy độ hảo cảm của Dương Tình Tình đối với mình cũng từ 86% tăng lên 90%, nhưng hiện tại, Lâm Phong không có thời gian để nghĩ về điều đó. Đinh, hệ thống phát hiện ký chủ đã bị động lựa chọn hai, nhận được phần thưởng, thẻ dự đoán xu hướng thị trường chứng khoán trong một thời gian, Tô Nhược Tịch có độ hảo cảm với ký chủ tăng lên 100%, mối quan hệ đạt đến mức không rời xa. Thẻ dự đoán xu hướng thị trường chứng khoán, sử dụng thẻ này, ký chủ có thể chỉ định bất kỳ một cổ phiếu nào và nhận được biểu đồ giá của nó trong một tháng tới. Lâm Phong cảm nhận rõ ràng rằng, sau khi hệ thống thông báo mối quan hệ của Tô Nhược Tịch với mình đã đạt đến mức không rời xa, cơ thể cô ấy càng nóng hơn, dường như chỉ cần mình làm gì đó, cô ấy sẽ ngay lập tức phản ứng. Độ hào cảm đạt 100% có nghĩa là trái tim của Tô Nhược Tịch hoàn toàn thuộc về mình, dù có chết cũng không thay đổi. Ờ, cái đó. Dương Khải Niên đột ngột lên tiếng, phá vỡ không khí yên lặng trong phòng, "Chúng ta đến đây ăn cơm phải không? Nếu không muốn ăn, để tôi gọi Vương Thúc đưa hai người về trước." Nghe thấy giọng Dương Khải Niên, Lâm Phong và Tô Nhược Tịch mới tách ra, hai người nhìn nhau, ánh mắt của Tô Nhược Tịch chứa đầy tình yêu. Bầu không khí trong phòng có chút ngượng ngùng, Lâm Phong khẽ ho khan hai tiếng, Tô Nhược Tịch định quay về chỗ ngồi nhưng Lâm Phong kéo cô lại, "Đừng đi, ngồi ở đây đi." Tô Nhược Tịch nghe lời Lâm Phong, không phản kháng, nhẹ nhàng vâng một tiếng. Xong rồi xong rồi, Nhược Tịch hoàn toàn bị đánh gục rồi. Thấy cảnh này, Dương Tình Tình chỉ có thể trêu đùa, biết thế lần này để anh Phong mời, ai ngờ tôi và anh trai mời cơm lại phải ăn cơm chó thế này, hôm nay thật sự lỗ to. Dương Khải Niên cũng nói đùa, "Lão Lâm, cậu xem có nên trả lại tiền cho tôi không, tôi vừa bỏ tiền vừa phải chịu cú sốc này tim tôi không chịu nổi bị chăm chọc lâm phong không có cảm xúc gì đặc biệt nhưng tôi nhược tịch bên cạnh càng đỏ mặt hơn cúi đầu không dám nhìn ai không cần nói nữa tôi sẽ mời ba lần tại hòa bình hoàng yến coi như là bù đắp cho hai người ăn bữa thức ăn cơm chó này như vậy thì được dương khải niên cười nâng ly nào chúng ta cạn ly để chúc mừng lâm phong và tôi nhược tịch đến với nhau lâm phong lắc đầu cười nói uống bằng ly thì có gì thú vị nào uống bằng chai luôn dương khải niên cười lớn ha 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 được hôm nay không say không về khi các món ăn lần lượt được dọn lên họ bắt đầu uống say sưa dương khải niên uống một ngụm rượu hỏi lão lâm giờ cậu đã ở bên tô nhược tịch rồi cậu định làm gì tiếp theo lâm phong ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn sang tô nhược tịch chuyện này tất nhiên phải hỏi bạn gái tôi rồi nhược tịch em muốn làm gì gia đình em đang thiếu vốn lưu động nhưng công ty bất động sản thì không nên thiếu vốn lưu động mới đúng có lẽ công ty của bố em bị người ta nhắm đến nên ngân hàng mới giữ lại vốn tôi nhược tịch nghe vậy lắc đầu họ không liên quan gì đến em từ khi bố em ngoại tình bị mẹ em biết, em không còn bất kỳ quan hệ nào với gia đình đó, hơn nữa cái chết của mẹ, Tô Nhược Tịch nhắc đến chuyện đau lòng, liền cúi đầu. Nghe đến đây, Lâm Phong hiểu rằng có rất nhiều chuyện mà mình không biết, nhưng hiện tại tâm trạng Tô Nhược Tịch không tốt, nên cũng không tiện hỏi thêm. Thôi, không nói chuyện này nữa, Lâm Phong chuyển đề tài, Lão Dương, cậu có đề xuất gì cho một chiếc xe giá 3 triệu không? Còn phiếu mua nhà với giá 1 phần 10, Lâm Phong quyết định để mua một cửa hàng ở Tương Thành cho bố mẹ. Dương Khải Niên thật sự bị sốc, Lão Lâm, cậu định mua xe thật sao, gia đình cậu rốt cuộc như thế nào mà định mua xe 3 triệu vậy? Dương Tình Tình và Tô Nhược Tịch cũng kinh ngạc, vốn nghĩ rằng Lâm Phong tự kiếm được ít tiền từ thị trường chứng khoán, dùng để mua đồng hồ Patek Philippe, không ngờ bây giờ lại định mua xe 3 triệu. Mặc dù cảm thấy ghen tị, Dương Khải Niên vẫn phải trả lời nghiêm túc, "Lão Lâm, cậu có mẫu xe nào yêu thích không? Có thích xe thể thao không?" Nhưng xe thể thao thì không nên mua, không phải là không nên mua xe thể thao, mà là xe thể thao giá dưới 10 triệu thì không nên mua. Những chiếc xe thể thao dưới giá đó đều bị cắt giảm hiệu suất, dù có lái cũng chỉ để nghe tiếng động cơ. Nếu cậu muốn tự lái thì tôi khuyên nên chọn SUV hạng sang, hoặc nếu cậu thích xe thể thao thì có thể chọn sedan thể thao như Mercedes, Audi R8 hoặc BMW kép M8. Lâm Phong lắng nghe Dương Khải Niên thuyết giảng, nhưng giờ muốn mua thì còn hơi sớm, ít nhất cũng phải đợi sau khi về từ kỳ nghỉ quốc khánh để không làm bố mẹ lo lắng. Lâm Phong khẽ nhíu mày nói, thôi vậy, Dương Thành khi nào thì có triển lãm xe, trực tiếp chọn xe như vậy căn bản là không thực tế, không tự mình đi lên thử lái một vòng, căn bản cũng không biết mình muốn cái gì. Cũng đúng, tôi sẽ để ý dùng cậu, nếu có gì tôi sẽ báo ngay dương khải niên gật đầu vẻ mặt phấn khởi dù không phải mình mua xe nhưng nếu lâm phong mua mình cũng có thể ngồi ké cảm giác cũng như nhau dương tình tình thắc mắc anh phong nhà anh thật hào phóng mới vào đại học đã cho anh mua xe 3 triệu lâm phong trả lời mua xe 3 triệu không phải là chuyện nhỏ gia đình cũng giúp một phần dương khải niên tò mò gia đình giúp một phần giúp bao nhiêu vậy lâm phong cười nói không nhiều chỉ hai triệu bảy tôi góp một phần mười phần còn lại gia đình lo phong ca cho tôi theo đuôi với Dương Khải Niên thở dài, một tháng hai vạn không đủ sống nữa rồi, trước đây còn ổn, nhưng bây giờ ngày nào cũng ở cạnh Lâm Phong, không chịu nổi sự kích thích này à.